Một nhà, ba người đều bị sát hại một cách độc ác trong đêm. Hung thủ không những ra tay tàn độc với cặp vợ chồng mà còn có hành vi xâm hại cô con gái dưới 16 tuổi. Làm thế nào để lần theo dấu vết và phát hiện được hung thủ của vụ án này? Hôm đó tôi đi qua nhà, thấy cổng không có đóng. Mà bình thường tính ông bà này cẩn thận lắm cơ. Tôi đi vào mà cứ thấy rợn rợn người. Cửa giá thì mở toang, vào nhà sàn thì cứ bẩn nhơm nhớp ấy. Nhưng mà lạ lắm cơ, tôi cứ nghe thấy tiếng có ai đó gọi dưới giếng. Tôi đi ra thì thấy ghê lắm, nhưng cái chân nó cứ ríu lại, không muốn chạy mà cũng không chạy nổi. Lúc mở ra thì nhìn thấy mặt con bé cứ xào như ấy. Tôi vội chạy đi báo công an xã, mà thế nào lại có cả hai mẹ con, khổ thân quá. Khi nhận được cái thông tin đó thì chúng tôi cũng kịp thời báo cáo với ban giám đốc và xin chủ trương. Thì ban giám đốc đã chỉ đạo cho phòng hình sự là chủ công tổ chức điều tra. Thì sau khi tổ chức điều tra thì chúng tôi có triển khai các lực lượng trinh sát xuống địa bàn nắm bắt tình hình. Mười chín giờ ngày 21 tháng 1 năm 2011, công an tỉnh Hà Giang nhận được tin báo về một vụ trọng án xảy ra ở thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, nay là Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang cùng Công an huyện Vị Xuyên và các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra về vụ án này. Tại hiện trường có nhiều dấu vết loang lổ ở đầu hồi nhà, trong nhà vệ sinh. Thế sau khi khám nghiệm hiện trường cụ thể thì chúng tôi xác định là ba nạn nhân bị giết, tức là hai bố mẹ và một cô con gái. Thì mẹ thì bị đập chết, và bị đập chết bằng vật cứng, đập vỡ đầu ra và khay xác để đưa ra cái cầu tiêu ở cách nhà nó khoảng độ 230 mét. Thế sau đó thì lại có một vết máu từ cầu tiêu đó vào cái giếng, và cái giếng đằng sau nhà thì lại được đậy lên một cái chảo. Thì sau khi mở ra thì chúng tôi thấy là có hai xác nạn nhân ở dưới đó lập lờ ở dưới đó. Thì còn một nạn nhân nữa là bố thì không tìm thấy đâu. Thì chúng tôi cũng đã mở rộng hiện trường ra vùng xung quanh, thì xuống đến bờ sông Lô thì thấy một bao tải. Cái bao tải thì khi là mở bao tải ra thì phát hiện ông bố của cái gia đình này bị đập chết, và mặt mày là bị đập nát, và chân tay bị co quắp lại như là một người bị bó lại cho bao tải, là giấu ở một cái khe giáp bờ sông. Sau khi xác định mà mở ra thì chúng tôi xác định là anh này là chủ hộ của gia đình, anh này là anh Đông. Hai nạn nhân được tìm thấy dưới giếng là chị Dư Thị Yên và cháu Đỗ Thị Huyền, là một cặp mẹ con sống trong căn nhà là hiện trường vụ án. Mở rộng khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện một bao tải giấu ở bụi cây ven bờ sông Lô, cách nhà khoảng 25 mét. Bên trong chứa thi thể một nam giới được xác định là anh Đặng Thành Đông, cũng là người chồng trong vụ án. Cả ba nạn nhân đều bị sát hại rất dã man bằng dao và gậy, khiến họ tử vong tại chỗ. Đặc biệt, bé gái còn bị trói, hiếp dâm, chém nhiều nhát. Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ở địa bàn xã biên giới Thanh Thủy vào những ngày Tết Nguyên đán, khiến quần chúng hoang mang. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, dù đang cận Tết, các trinh sát và điều tra viên của công an tỉnh đều quyết tâm vào cuộc để tìm ra hung thủ thực sự của vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ban chuyên án nhận định đối tượng phải có từ 2 tên trở lên. Hung khí giết người chính là dao và gậy. Phân tích hiện trường vụ án, các điều tra viên thấy rằng các hiện trường vụ án được phân bố rộng, đó là đầu hồi nhà vệ sinh, giếng nước và bên bờ sông. Khám nghiệm pháp y cho thấy các nạn nhân bị sát hại ngay trong đêm. Điều này chứng tỏ các đối tượng phải có mối quan hệ nhất định với gia đình nạn nhân mới có thể điều được các nạn nhân ra nhiều nơi khác nhau như vậy để hành động trong đêm. Việc xác định đối tượng và truy tìm hung thủ gặp nhiều khó khăn,
bởi vụ án xảy ra nơi hẻo lánh lại diễn ra vào lúc đêm khuya. Tại hiện trường, các dấu vết liên quan đến thủ phạm rất mờ nhạt. Các trinh sát được cử đi đến địa bàn xung quanh khu vực hiện trường vụ án để tìm hiểu về mối quan hệ của các nạn nhân với những người xung quanh. Xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang là một xã miền núi giáp biên giới của tỉnh. Cư dân thưa thớt, các hộ dân sinh sống tương đối xa nhau. Bởi vậy, các trinh sát ngoài việc vất vả trong khi di chuyển trên địa hình phức tạp thì còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc khai thác các thông tin về gia đình nạn nhân. Thông tin về vụ án mạng xảy ra đối với gia đình anh Đặng Thành Đông đã gây ra sự rúng động rất lớn bởi sự tàn ác dã man của các hung thủ khi xuống tay đối với nạn nhân xấu số. Người dân bảo nhau chỉ có bọn giết người khát máu với bản năng ác thú mới có thể thực hiện các hành vi như vậy. Vợ chồng anh Đặng Thành Đông sinh năm 1968 và chị Dư Thị Yên sinh năm 1972 đều không phải là người địa phương mà quê gốc ở tỉnh Phú Thọ. Anh Đông và chị Yên lên Thanh Thủy từ năm 1997. Với bản tính chịu thương chịu khó nên vợ chồng nạn nhân nhanh chóng khá giả. Họ kinh doanh nhiều mặt hàng cũng như mở tiệm cầm đồ xe máy. Tất cả đều diễn ra rất thuận lợi. Có tiền, họ mua một mảnh đất rộng để xây nhà. Do vậy, mảnh đất nhà họ nằm cách biệt so với khu dân cư. Thêm nữa, vợ chồng anh Đông lại sống khá khép kín, rất ít giao lưu cùng mọi người xung quanh nên hàng xóm cũng không biết được nhiều về các mối quan hệ của hai vợ chồng. Các điều tra viên và trinh sát nhận định có thể đây là một vụ giết người nhằm cướp của bởi gia đình nạn nhân là người có kinh tế khá giả. Kẻ thủ ác đã có thời gian quan sát, theo dõi gia đình nạn nhân trước khi ra tay tàn độc. Các giả định được xác lập, một hướng điều tra được chú ý. Thủ phạm có thể là đối tượng liên quan đến việc mua bán vay mượn. Lúc này qua sàng lọc rất nhiều chi tiết thì cuối cùng các chiến sĩ công an cũng đã thu thập được những dấu vết đầu tiên có giá trị. Đó là hai dấu giày khác nhau được thu thập tại hiện trường. Điều này càng khẳng định nhận định phải có từ hai hung thủ trở lên tham gia vào vụ án. Hiện trường vụ án cho thấy có sự xáo trộn đồ đạc trong nhà, toàn bộ các số điện thoại của các thành viên trong nhà và một số tiền trong hộp đựng tiền bán hàng đều đã biến mất. Tuy nhiên, chiếc két sắt lớn trong nhà thì không hề suy chuyển. Các điều tra viên nhận định có thể các hung thủ đã không thể mở két do không biết được mã số của két sắt. Những quyển sổ hộ khẩu và danh sách những người vay nợ của anh Đông được tìm thấy bên trong két sắt đem lại nhiều câu hỏi cho các điều tra viên. Tại sao lại có những quyển sổ hộ khẩu của một số hộ gia đình trong thôn? Liệu trong danh sách vay nợ này có tên của những hung thủ hay không? Xoáy sâu vào nhận định này, các trinh sát mở rộng điều tra về các đối tượng xấu ăn chơi lêu lổng hoặc trong khu vực huyện Thanh Thủy và khu vực lân cận. Qua sàng lọc các đối tượng trong vùng, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Nội, sinh năm 1992, địa chỉ ở xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, cách hiện trường xảy ra vụ án khoảng 8 km. Nội là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn khi anh ta không nghề nghiệp ổn định nhưng lại có biểu hiện bất minh về tiền bạc. Theo nhận định của cơ quan điều tra, nếu Nội thực sự là thủ phạm, anh ta cũng không thể thực hiện việc thủ ác một mình. Bởi ở hiện trường có nhiều dấu vết chứng tỏ có sự xuất hiện của hai hoặc nhiều hung thủ. Liệu Nguyễn Văn Nội có phải là hung thủ mà cơ quan công an cần tìm và ai là đồng phạm của anh ta trong vụ án này? Đó là câu hỏi mà các điều tra viên của công an tỉnh Hà Giang cần phải trả lời.